sở hữu bức tượng cao 73 mét. Chùa Phật Quốc Hoàng Thành là điểm dừng chân hoàn hảo dành cho các Phật tử trong hành trình du lịch Bình Phước. Đến đây, bạn chắc chắn sẽ có được những giây phút an yên, quang cảnh chùa và chìm đắm trong bầu không khí thanh tịnh của nơi tu tập. Hồ Cha La đặt xưng nghỉ khu phố Sa Cang 1, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, cách Sài Gòn khoảng 100 km. Chùa Phật Quốc Hoàng Thành là một trong những công trình tâm linh tiêu biểu của vùng đất Bình Phước, đồng thời là điểm tự hào của bao thế hệ Phật tử tại địa phương khi sở hữu bức tượng Phật cao nhất Đông Nam Á. Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Quân Vlog nha. Dạ, video hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi đến một nơi, đó là chùa Quốc Hoàng Thành nha. Đó là một trong những địa điểm khá là nổi tiếng mà chắc hẳn rất là nhiều người biết đến nơi đây. Đó thì tượng Phật đây là hiện tại cao đến 73 mét, cao thứ nhất Đông Nam Á nha mọi người. Đó thì trước mặt em là hồ Chà Là, thì mời quý cô chú anh chị theo chân em để xem hết toàn cảnh ở khu này nha. Ok, ngôi chùa phải nói là quá đẹp. Hai bên thì có thắt cắt điêu khắc những tượng rồng, thấy không, quá đẹp. Ok, để mình vào mình thầy mình cúng kiến cái rồi xong mình quay chia sẻ nó như vậy xong nha. Ồ, khá rộng, để mình bay vào để cam toàn cảnh cho mọi người xem nha. Giờ này cũng 11 giờ gần 12 giờ mọi người. Thời tiết giờ này khá là nóng nha, trời nắng gắt luôn. Nên em tính lên trên sân thượng ở xuống trên có Phật ngồi cho nó quay cho mọi người xem. Nắng quá, đợi xíu đi mình lên sau nha. Còn bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi tham quan vòng hết ở khu vực chùa. Vòng hết ở khu vực chùa Quốc Hoàng Thành này cho mọi người xem nha. Và một xíu mình vào chánh điện mình quay chia sẻ đến mọi người sau nha. Tượng Phật nhìn khá đẹp mọi người. Hai bên hai tượng màu bằng màu vàng đồng, nhìn khá là ưng mắt luôn. Đó. Giờ mọi người theo chân em để đi vào phía sau nha. Bình hông đi vào phía sau nè. Không gian này phải nói là khá là rộng luôn. Mình vừa bước vào thì mình khá là ngạc nhiên khi mà không gian trong chùa rất là rộng. Không phải ở phía ngoài này rộng không, mà phía bên trong cái chánh điện cũng rất là rộng mọi người. Mọi người thấy đang đi gì mà ở phía sau thấy được tượng Phật Di Lặc hay sao? Ở công trình ở phía sau là Phật Di Lặc đó, thì cũng chuẩn bị sắp hoàn thành xong rồi mọi người. Thì ở trước mặt mọi người là thêm một cái công trình đó, tức là một tượng Phật cao 73 mét, một tượng Phật Di Lặc, rồi thêm một tượng Phật ở giữa của hai vị Phật nữa. Nhưng mà em chưa có xây dựng nên là em chưa biết đó, là tượng Phật ở giữa này là xây bằng tượng gì đó, thì công trình đang xây nên là em chưa có tìm hiểu. Hy vọng chuyến đi tới nữa em có dịp ghé ngang đây để xem đã hoàn thành hết chưa, để quay chia sẻ đến quý cô chú anh chị cũng như là quý Phật tử nha. Đó, đây công trình trước mặt mọi người, là mọi người thấy không, là một cái công trình xây Phật gì là mình chưa có biết được, nhưng mà phía xa xa là Phật Di Lặc nha. Đó, Phật Di Lặc cũng phía sau mọi người thấy không. Còn ngay trong chân mình đứng đây là Phật ngồi, cao 73 mét, đứng là cao nhất Đông Nam Á nha. Phật mình này là Phật ngồi là Phật Thích Ca nha mọi người. Phật Thích Ca
khá là rộng nha. Ở ngoài đây có để mấy cái bàn ghế nè cho các quý Phật tử đến cúng chùa, đến cúng viếng đó, thì ra đây ngồi nghỉ ngơi nghỉ mát, cũng khá là thích luôn. Không gian phải nói màu sắc cũng đẹp nữa, màu ở đây là màu chủ đạo là màu vàng nhé, vàng đồng mọi người. Cái tường cũng là hơi vàng, mà mấy cái cột á cũng làm bằng vàng đồng, người thấy không? Vào trong bên chính điện là người thấy không, khá là rộng lớn mà màu chủ đạo là màu vàng nha, vàng và trắng. Có mấy cây cột ở góc trên góc dưới là đều thiết kế theo màu vàng, và cả những cái cây trang trí cái gì cũng là màu vàng nha, nhìn rất đẹp và sáng mọi người, vào là sáng vàng. Ở trong đây thì có ba vị Phật được bố trí. Nãy thì đoàn mình đến cũng cùng với thầy, cũng thầy dẫn vô để lại để xin cầu an cầu phước cho mọi người, cho gia đình, cho các Phật tử. Rồi xong thì thầy mình dẫn ra để thầy đi tham quan. Vòng vòng đây là các huynh đệ không? Vừa từ nguồn cảm hứng của vị chủ trì hiện nay, chùa Phật Quốc Quảng Thành là kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Phật giáo Việt Nam cả hai miền Nam Bắc và văn hóa Nhật Bản. Tượng Phật xây dựng trên khoảng đất có diện tích khoảng 8.100 m² mới tương thế khắc họa một hoa sen nở rộ, và phần mái là những cánh hoa đang bung nở rực rỡ ánh nắng của mặt trời dịu dàng. Ngoài bức tượng cao 73 m đầy ấn tượng này, thì trong khuôn viên chùa Phật Quốc Quảng Thành hiện nay đã có thờ một bức tượng Phật Di Lặc cao 30 m và nặng tới 1 tấn. Đây là điều thu hút đông đảo quý Phật tử ghé thăm chùa nơi đây thắp hương và bái phẩm trong những dịp lễ quan trọng trong năm. Với không gian ấn tượng cùng bức tượng cao 73 m, không quá ngạc nhiên khi chùa Phật Quốc Quảng Thành trở thành thổi 500 thu hút bao người nhanh chân đến vùng đất này chiêm bái. Trong hành trình quy vu Bình Phước sắp tới này, nếu bạn muốn chốn bình yên trong tâm hồn sau những giờ phút mệt mỏi lao động với bao lo toan bộn bề ngoài kia, thì chùa Phật Quốc Quảng Thành là điểm dừng chân đầy ý tưởng dành cho bạn. Đây thì mình đã đi lên trên sân thượng nha, Phật Thích Ca cao 73 m. Đây là công ty cổ phần Vĩnh Cửu nè mọi người, đây là công ty thiết kế và xây dựng đó. Trên đây thì khá nắng luôn, giờ này mình lên 12 mấy rồi, 1 giờ trời khá nắng. Lên đây chủ yếu là quay tượng Phật Thích Ca ngồi cho người xem, rồi mình đi xuống nha. Vì trên đây không có chỗ nào để ngồi để che mát hết chứ mọi người. Trời khá nắng. Này mà đi buổi chiều á, chiều tầm 4 mấy 5 giờ vậy đó. Mọi người đi thì lên đây khá là mát. Gió thổi cũng mát, trên đây cũng có cao. Trên đây cao lắm người, nên là buổi chiều mọi người lên đây thì khá là mát luôn. Đó, tượng Phật mọi người thấy không? Khá đẹp nha. Màu chủ đạo vẫn là màu trắng mà màu vàng nha. Đây, mình lại tiếp tục vào chánh điện để mình quay sơ nghe cho người xem. Nên mình quay này quay rất là chi tiết nha mọi người. Quay chi tiết cận cảnh để người chiêm ngưỡng được hết những cái vẻ đẹp của chùa Quốc Quảng Thành này, cũng như là những cái vẻ đẹp về Phật, Phật giáo đó. Đây có cái bông hai bên khá là đẹp. Nếu người thấy video này hay, video này hữu ích, mang đến sự trải nghiệm cho mọi người, cũng như là sự chiêm ngưỡng đến cho mọi người,
thì người hãy nhớ like cũng như là đăng ký kênh để em có động lực làm những video hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý cô chú anh chị nha. Và em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ạ. Sở hữu bức tượng cao 73 mét, chùa Phật Quốc Quảng Thành là điểm dừng chân hoàn hảo dành cho các Phật tử trong hành trình du lịch Bình Phước. Đến đây, bạn chắc chắn sẽ có được những giây phút an yên, quảng cảnh chùa và chìm đắm trong bầu không khí thanh tịnh của nơi tu tập. Hồ Cha La, đập Sơn Nhì, khu phố Sa Cam 1, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, cách Sài Gòn khoảng 100 km. Chùa Phật Quốc Quảng Thành là một trong những công trình tâm linh tiêu biểu của vùng đất Bình Phước, đồng thời là điểm tự hào của bao thế hệ Phật tử tại địa phương khi sở hữu bức tượng Phật cao nhất Đông Nam Á. Tính đến thời điểm hiện tại, nếu bạn đã từng ấn tượng trước không gian trang nghiêm cổ kính và đậm đà dấu ấn truyền thống nơi đình Tăng Khai, vậy thì chùa Phật Quốc Quảng Thành với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Phật giáo Việt Nam và văn hóa Nhật Bản chắc chắn sẽ khiến bạn choáng ngợp với thích thú này. Bình Phước là vùng đất của nhiều đình, đền và chùa chiền, vì thế nơi đây đã luôn là điểm dừng chân lý tưởng của bao Phật tử và những ai yêu thích loại hình du lịch tâm linh. Nếu những ngôi chùa đình thần ở Bình Phước với lối kiến trúc truyền thống đặc trưng ngay trước đã là điều khiến bạn ấn tượng, vậy thì khi quan cảnh nơi chùa Phật Quốc Quảng Thành, dường như bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều điều thú vị và bất ngờ hơn. Dựa từ nguồn cảm hứng của vị chủ trì hiện nay, chùa Phật Quốc Quảng Thành là kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Phật giáo Việt Nam, cả hai miền Nam Bắc và văn hóa Nhật Bản. Tượng Phật xây dựng trên phần đất có diện tích khoảng 8.100 m2 với tư thế khắc họa một hoa sen nở rộ, và phần mái là những cánh hoa đang bung nở rực rỡ ánh nắng của mặt trời dịu dàng. Ngoài bức tượng cao 73 m đầy ấn tượng này, thì trong khuôn viên chùa Phật Quốc Quảng Thành hiện nay đã có thờ một bức tượng Phật Di Lặc cao 30 m và nặng tới 1 tấn. Đây là điều thu hút đông đảo quý Phật tử ghé thăm chùa nơi đây thắp hương và bái phỏng trong những dịp lễ quan trọng trong năm. Với không gian ấn tượng cùng bức tượng cao 73 m, không quá ngạc nhiên khi chùa Phật Quốc Quảng Thành trở thành thổi 500 thu hút bao người nhanh chân đến vùng đất này chiêm bái trong hành trình quy mô Bình Phước sắp tới này. Nếu bạn muốn chốn bình yên trong tâm hồn sau những giờ phút mệt mỏi lao động với bao lo toan bộn bề ngoài kia, thì chùa Phật Quốc Quảng Thành là điểm dừng chân đầy ý tưởng dành cho bạn. Bye.